Xin mời quý vị xem một đoạn phim về một chuyền may công nghiệp. Tình trạng phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp may trong công tác quản lý và điều hành tại các tổ sản xuất đó chính là việc trưởng ca giao mức khoán dựa trên tính toán của bộ phận kế hoạch. Nhưng cuối ngày, tổ sản xuất không thực hiện được mức khoán của người quản lý. Vấn đề này đang làm đau đầu các nhà quản lý. Để tìm lời giải cho câu hỏi này, chúng ta cùng đánh giá chuyện này qua các hoạt động sau. Một sản phẩm muốn hoàn thành thì cần phải có các thao tác tác động lên sản phẩm. Trong ngành may, thao tác thực hiện đã được các chuyên gia nghiên cứu và ấn định sẵn. Get. Put. Get. Put. Ngoài ra còn có thêm các hao phí về cơ thể do nhu cầu cá nhân, hao phí sử dụng thiết bị, các hao phí cần thiết được phép sử dụng cho mỗi công đoạn. Tỷ lệ hao phí này thông thường được hưởng từ 10 đến 20%. Tuy nhiên, với tỷ lệ hao phí được hưởng như quy định, nhưng từng công nhân hay cả chuyền may vẫn không đạt được năng lực thực tế của mình. Mời quý vị theo chúng tôi bước vào một chuyền may sản phẩm sơ mi và nhìn lại thực trạng của chuyền này trong những lần khảo sát và nghiên cứu. Công nhân rời khỏi vị trí làm việc, đi lấy hàng về làm và công nhân này lại mang hàng đến bộ phận khác. Do thiết kế đường truyền chưa phù hợp hoặc người tổ trưởng phân công lao động không theo thiết kế truyền và bao quát truyền chưa tốt. Và đây, tại sao công nhân này lại không có hàng làm mà công nhân khác lại nhiều hàng vậy? Hậu quả của việc không cân bằng truyền hoặc cân bằng không kịp thời. Tình trạng này khá phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp may. Thiết bị là công cụ chính tạo ra năng suất. Máy móc không ổn định là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Thời gian sửa máy lâu, không có thiết bị thay thế làm con người phải chờ đợi. Một vấn đề nữa hay mắc phải đó là chưa ngăn chặn được chất lượng tại nguồn. Sửa hàng tốn thời gian và tăng chi phí nhiều hơn so với sản xuất mới. Một thực trạng dễ nhìn thấy nữa là công nhân tìm hàng để làm do lượng hàng tồn trong chuyền quá nhiều. Người quản lý không xác định được tầm quan trọng của việc quản lý vốn. Nhiều hàng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cao. Ngành may phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác tay chân để tạo ra cả về sản lượng và chất lượng. Khi thao tác của công nhân chưa được quan tâm đúng nghĩa, như công nhân này thực hiện không đúng thao tác chuẩn, dừng lại quá nhiều thời gian may hết 60 giây. Trong khi cùng công đoạn này, công nhân làm đúng thao tác chuẩn hết 26 giây, nhiều hơn 700 sản phẩm trên một ngày và thu nhập cao hơn 1.200.000 đồng trên một tháng so với công nhân làm sai thao tác. Đây cũng là nguyên nhân gây nên sự mất cân đối trên chuyền và sự chênh lệch về thu nhập. Khi công tác nghiên cứu chưa được đầu tư nghiêm túc và phương pháp nghiên cứu chưa chặt chẽ, sẽ phát sinh nhiều công đoạn thừa như công đoạn may nẹp khuyết. Thay vì may bằng máy 2 kim thì ở đây lại may bằng máy 1 kim nên đã làm tăng thời gian chế tạo sản phẩm 8 giây và giảm 35% năng suất của công đoạn tương đương 570 sản phẩm trên một ngày, chênh lệch 790.000 đồng trên một tháng. Theo các chuyên gia nghiên cứu, vị trí làm việc không được bố trí hợp lý sẽ phát sinh nhiều thao tác thừa. Tư thế làm việc người công nhân không thoải mái sẽ dẫn đến việc mệt mỏi và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của công nhân. Việc nhắc nhở của cán bộ quản lý lỏng lẻo sẽ làm công nhân không tự giác, ý thức làm việc kém, không tập trung, còn tụ tập nói chuyện và ra ngoài quá hao phí quy định. Bạn sẽ giật mình khi nhìn thấy các số liệu lãng phí không làm tăng giá trị cho sản phẩm. Do người nghiên cứu chỉ ra, lãng phí này rất khó đo đếm nếu không áp dụng các công cụ nghiên cứu vào để phân tích. Hoạt động tạo ra giá trị bao gồm hiệu năng và thao tác 60%. Hoạt động không tạo ra giá trị nhưng cần thiết là các hao phí 15%, hoạt động lãng phí 25%, tổng cộng các hoạt động là 100%. Trong khi khách hàng chỉ trả cho doanh nghiệp những hoạt động tạo ra giá trị thôi. Đó là tại sao các bạn rất bận rộn nhưng lại không hiệu quả. Tất cả những ảnh hưởng trên, người cán bộ quản lý không để ý và không dễ nhìn thấy được vì họ chỉ lo chạy theo năng suất để tới mức khoán của xí nghiệp. Do vậy, cần có đội ngũ nghiên cứu với tên Industrial Engineering
gọi tắt là AI, đã dùng các công cụ nghiên cứu cho ra một bức tranh tổng thể, phân tích cho cán bộ quản lý và công nhân nhìn thấy những lãng phí do ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất để có biện pháp khắc phục và cải tiến. Hơn thế nữa, lãnh đạo các đơn vị trong ngành may cũng nên xác định rõ mục tiêu, nhận ra lãng phí, giảm thiểu lãng phí và triệt tiêu lãng phí là con đường đi nhanh nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất trong sản xuất kinh doanh. Và đây cũng chính là mục tiêu và trái tim triết lý của Lean Manufacturing, sản xuất tinh gọn.